Hey, chào các bạn. Trong hai clip trước tìm hiểu về các hợp âm gia cơ bản thì mình đã giới thiệu cho bạn về hợp âm trưởng 7, hợp âm thứ 7. Và hôm nay chúng ta sẽ nói về hợp âm 7, dominant 7. Thì cái hợp âm 7 cấu tạo nó như thế nào? Thì clip cách đây cũng khá lâu mình có nói về cấu tạo của từng cái loại hợp âm phổ biến rồi. Các bạn có thể xem lại cái link tại đây ha. Thì trong nay chúng ta sẽ nói về cái hợp âm 7, đặc biệt là chỉ nói về hợp âm đô 7. Và các thế bấm ở đây đều là thế bấm có thể được tái sử dụng. Hay nói một cách khác đó là các bạn bấm được đô 7 rồi thì các bạn suy ra được rê 7, mi 7, fa, son 7 đều được cả ha. Thì nó thật là hợp âm không có chi buông, cho nên các bạn kéo nó là nó gọi là đồng dạng với nhau ha. Thì hợp âm đô 7, và đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái nốt gốc của nó sẽ lần lượt nằm trên dây 6, dây 5, dây 4 với những cái thế bấm phổ biến nhất ha. Thì đầu tiên ở trên dây 6 của chúng ta có một nốt đô duy nhất, và nốt đô nó nằm ở ngang 8. Chúng ta không nói đến những cái đề cảm mục trên này ha. Ngang 8 ở đây. Thì cái cách bấm đầu tiên các bạn chặn xuống hết như thế này, và cái ngón giữa của bạn bấm vô ngay dây mi, cái nốt mi của dây son ngang chín ha. Các bạn chặn như thế này, và chúng ta đánh dây 6 nè và dây 2 3 4. Đây là hợp âm đô 7 ha, đơn giản thôi các bạn. Đây là hợp âm đô 7 thì với cái đô 7 này, cái nốt gốc là đô, các bạn kéo xuống nó ngay chỗ này là nốt la, vậy thà là hợp âm gì vậy, la 7, đơn giản. Kéo xuống tới ngang 3, son 7, rê 7, rất đơn giản đúng không? Cứ cái nốt gốc của bạn kéo nghe nốt nào thì nó thuộc về hợp âm đó mà thôi, đồng dạng mà. Tiếp theo chúng ta thấy bấm rất phổ biến, đây là thế bấm mà nói chung là khi nói về đô 7 đa phần các bạn đều bấm theo cái thế bấm này ha. Thế bấm rất là phổ thông ha. Thì nốt gốc nó là nốt đô ngang 3 nằm trên dây la. Các bạn bấm giống như đô trưởng vậy đó. Và cái ngón út các bạn bấm vô ngay cái dây 3, tức là dây son, ngay ngang 3 luôn. Đó là nó si dán. Đó, bấm đô trưởng xong bạn bấm vô si dán ngay chỗ này nữa. Các bạn đánh 4 cái dây giữa ha, là 2, 3, 4, 5. Đó, thì cái thế bấm này các bạn nếu học về hợp âm đô 7, người ta sẽ chỉ các bạn thế bấm này là đầu tiên ha. Thì từ đây đô rồi, các bạn kéo rê 7, mi, fa, cứ thế các bạn kéo lên mãi thì tới đâu thì cái nốt gốc của cái nốt mà bấm ở đây nó sẽ thể hiện lên cái tên đó. À, tiếp theo cũng là một cái nốt gốc, là cái nốt đô nằm ngay vị trí này như các bạn bấm ở đây ha. Thì các bạn cũng chặn như thế này, nhưng mà chúng ta có ngay ngang năm, chúng ta tặng chặn ngay nốt son và ngón nốt mi, tức là hai ngón này các bạn son mi ngay chỗ này ha. Chúng ta chặn lại và các bạn đánh 4 dây giữa, hoặc là chúng ta đánh dây số 5 nó đô này vào 3 dây dưới, nó như nhau. Lý do các bạn thấy là cái nốt son ngay chỗ này và nốt son ngay chỗ này là nó cao trên nhau một cái octave, bản thân là nốt son thôi, nên các bạn đánh kiểu nào cũng được ha. Hoặc là các bạn thích thì bạn có thể đánh dạ rải xuống luôn, cái nào cũng được, 4 dây dưới hoặc là 4 dây dưới ok cả ha. Rồi cái kiểu bấm cuối cùng thì thường người ta đi melody chord, người ta sẽ chạy cái kiểu bấm cuối cùng này nhiều, chứ bình thường thì bấm các bạn bấm cái kiểu này, hai cái kiểu mình vừa chỉ nó sẽ phổ biến hơn. Thì đây là các bạn nằm cái nốt đô ở trên dây rê, đó là ngang 10, các bạn thấy không, ngang 10 nốt đô trên dây rê. Và sau đó chúng ta bấm vô ngón giữa, các bạn bấm vô là dây số 2 là ngang 11, ngón đeo nhẫn các bạn bấm vô ngang 12 của dây 3, và ngón út là ngang 12 dây mi ha. Các bạn bấm như thế này, các bạn bấm như thế này ha. Đô 7 đó bạn. Vậy thì chúng ta nốt đô ngay chỗ này, đô 7 đây, các bạn kéo xuống đô si, la này, son này. Và đặc biệt cái này khi mình kéo xuống mãi tới ngay vị trí đầu này thì cái ngón này bạn không bấm nữa,
thì nó là gì bạn? Họ bấm G7 thì bạn. Thay vì bấm kiểu này không có dây buông, các bạn bấm lại kiểu này là cách các bạn hay bấm. Chúng ta sử dụng dây buông là dây rê đây. Thì thật ra nó từ cái kiểu bấm lúc nãy đó bạn. Khi bạn kéo lên, ví dụ mi chẳng hạn, bạn bấm như thế này, bạn kéo lên như thế này thì bấm ngay chỗ này thì thành mi 7. Rất đơn giản đúng không? Hy vọng là với cái bài học này sẽ cũng có thêm một cái cách bấm hợp âm 7 mà các bạn biết thêm. Và đặc biệt với các cách mình hướng dẫn như thế này, các bạn có thể kéo lên khắp cần đàn, tức là một hợp âm các bạn suy ra được các hợp âm đồng dạng khác cùng loại. Đô 7 thì ra rê 7, mi 7, son 7. Rất đơn giản ha, giống như là trưởng thứ 7 mà đã hướng dẫn trong clip trước ha. Thì từ đây đến 30 tháng 4 có chương trình khuyến mãi đàn acoustic tại Amigo Guitar Shop với giá được giảm gần 20%, rồi còn tặng thêm cho các bạn là cái chân đế để đàn bằng gỗ rất là đẹp nha. Chân đế để đàn bằng gỗ rồi các bạn tháo lắp tiện lợi. Các bạn để cái đàn lên ha, mình đi tới nơi diễn mình tháo nó ra, mình bỏ vô trong mang đi rất là tiện lợi ha. Thì với cái đàn được mình kiểm tra rất là kỹ lưỡng từ cái nhà sản xuất và được mình test cân chỉnh đầy đủ, thì hy vọng sẽ đáp ứng được nhu cầu luyện tập của các bạn. Nếu có nhu cầu hãy nhớ ủng hộ Amigo Guitar Shop. Xin chào và hẹn gặp lại.